Thương quá, mà chồng phá tay được cái gì, dễ thương. Dạ em không biết ở đâu chứ riêng cái sân khấu em rất là mong cái tinh thần như thế luôn giữ vững. Hồi xưa cũng vậy, ở trong đoàn trừ có cả Giang thôi, chứ còn khi mà điện thoại bóp ví hay là gì đó, khán giả nhận được đều đem lên cho tụi em và để trả lại hết. Em rất là cảm ơn quý vị, thứ đó là cái tinh thần gọi là rất là văn hóa với nhau. Dạ em rất là cảm ơn quý vị rất là nhiều. Lộ ơi, bây giờ mình tặng nhiều cành bông cho anh chị đi. Bây giờ nè, em thay mặt tặng 100 cái khẩu trang cho chị. Được không? Chị Bình được không? Chị Bình được hết không? Chị thấy được không? Tặng luôn cái sợi dây chuyền luôn. Được không? Tặng bộ đồ cho ta luôn nè. Cởi, cởi quần ra. Ê mày, trở thành lòi trái bơ. Bữa nay tao mặc trái bơ lòi mày. Rồi vô số dây. Mày gì ra số gì ra mày gì đây. Mày gì ra dép cái sau lưng bà đỡ cầu ơi. Mấy gì ra số gì ra, trời con đó nó mập nó còn một chữ nữa. Mấy gì ra số gì ra, yêu nghĩa cái thôi lưng kìa má. Đây nè, thôi lưng mày là ở đây nè. Tắt nhạc. Ngày mai mày đeo cái lại bàn lên mặt cho tao nha, còn không mình mua cái định vị mày gắn cái mặt liền. Không có. Không có, chị có vét chưa? Mày thấy cái nội dung có liên quan gì không? Tao kêu vé mày lại để giải thích tặng con nhỏ. Hả? Nói cái gì? Cái gì? Kêu Alex đưa thêm khẩu trang. Alex! Ngủ rồi, ngủ trên kho cho nó. Alex ơi! Đó, mày thấy nó đi không? Bà nội cha nó đi tới đây là dịch tới rồi đó. Tại làm sao á, người ta đi á, thọt gì tao có tao. Còn bà nội cha mày lèn lặng, mày chạy ào ào lên đi. Có 45 phút mà nó đi vậy đó, bà nội mẹ đó. Ngày hôm qua cũng vậy nữa. Chị cho em nói, người ta bị té xe cái cẳng người ta lát bằng tay vậy nè. Chị bắt người ta chạy, tự chị té gãy giờ. Tôi kêu chị chạy không? Hả? Trời ơi, đừng có dạng ta. Khoan, mày có ăn nằm gì với Alex không? Không có ăn nằm nha, Alex nào bữa này. Cái giò bằng tay, miếng khô bò bằng tay vậy nè. Kiếm khô bò bằng cái môi mày không? Ừ, vừa lắm. Mày có té xe chung mà cái môi mày trắng nhách vậy? Nó chở Alex đó. Vậy luôn á hả? Đó, người ta có tật thì ta có tài, người ta đi với nhanh dọn lẹ con mẹ này. Mà có tật mà bà không có tài nữa. Phải lết. Thế nào có tật có quyền hả? Ok, và bây giờ dò số tiếp của dây. Trời, tắt nhạc. Tao dò số nó vẫn còn đứng đó bán rồi má. Lên. Á đù. Trời ơi. Bán gốc ế nha. Ê, tưởng nó mình bán giỏi ha, ngày mai đi bán với số không chị. Ôi mày lên tao không biết xuống à. Trời ơi. Rồi con mày leo xuống mà thử nó dám leo lên không. Á đù. Rồi mày leo lên. Có cái chạy rồi thua rồi. Tao không biết chạy xuống à. Trời ơi. Ngon. Bà rượu cha tới sáng luôn. Hai đứa mày tập tạ hả? Trời ơi trời. Vô à số tiếp đi ơi. Mấy gì ra xuống gì đi. Mấy gì ra. Lần cuối gặp nhau bên góc vui. Ăn chuối không làng. Anh tặng cho em một buồn. Làng không ăn là làng. Điệp ơi làng cắt tóc. Chôn trời thiện một con số 4. Con số 4. Tôi đã con mây. Hai gì đây. Hết hồn. Quay qua phố hồ. 24. 24 24. Thời gì ra thờ gì ra. Bốn gì ra bốn. Anh đang cúi đồng nhờ ân huệ. Em lầm lầm tha thứ cho anh. Kể đi cho em khổ đau lận đận. Suốt cuộc đời lận đận tình duyên. 40 nguyên 40 nguyên 40 nguyên. Bốn đục còn 40 này còn 40. Cái mấy chị đây. Cái người chị đây. 10 chị đây. Bờ bên là người yêu đã sang bên kia đại dương. Đừng vô ra để em bước chân quên hết yêu thương. Như sương khói tan vào cuối trời vẫn ta đã không còn tiếng cười. Từng đêm mưa rơi từ khi em bước chân về bên người. Con số 10. Số gì là số gì đây? Hãy chú thư bao nhiêu lời đầy đắng. Hãy chú thư bao ưu phiền lắng động. Hãy chú thư bé, hãy chú thư say. Hãy chú thư quên luôn kiếm tù đầy. 17 đây. Con 17. Con 17 thì con 17. Sao đã con lấy con số gì đây? 4 gì ra 4 gì ra 4
xin mời bà mới lên sân khấu nhận thưởng, mà trong khi đó bọn đoàn sẽ bắt đầu phục vụ vào lời tiếp theo. Ồ, đi gom vé rồi đó hả? Sớm quá vậy? 11 giờ rồi chị. Mấy giờ rồi? Hả? 9 giờ 45 hả? À, muốn về hôn sớm hả? Bà nội ơi, 10 giờ 15 lần bà nội. Rồi, cái giờ số 6 chị kêu qua. Anh lên dạ, đây có luôn, anh vòng lên qua từ cầu thang lên đi chị. À, lên đây làm em luôn. Dạ số 6. Dạ có 1. 17. Dạ 2. 24. Dạ 3. 49. Dạ hợp lệ. 1129. Hợp lệ. Rồi, dạ còn ai nữa? Rồi, xin mời chị gái. Rồi, vô luôn. Dạ 49. Dạ 1. 24. Dạ 2. 17. 3. Số 6. 1128. 1128 đi đi. Ok. Rồi, ngay bây giờ xin mời tặng mỗi người một con gấu nhỏ trước. Anh lấy màu gì anh? Anh lấy màu nho không là mò nhau? Rồi. Rồi, ngay bây giờ số... Coi chị tới số, chị nhận gấu chưa? Dạ, 16. 10, 47. Trời ơi, rồi, xin mời anh nhận gấu lớn, chị nhận gấu nhỏ nha. Và mời anh tiến tới cây mai đằng kia và bứt cái ba lì xì. Đó. Dạ, lấy đi. Đó. Rồi. Ok, dạ. Bao lì xì càng cao thì giá trị càng thấp anh nha. Rồi, rồi, bây giờ cảm ơn anh rất là nhiều. Giao lời tiếp theo ra nào bước phục vụ bà con cô bác mình. Mời lên có 10.000 đồng. Lúc nào trong vòng lễ tiếp theo chúng ta cùng chào đón tiếng hát nữ hoàng chạy nợ quốc gia, huy chương vàng chạy nợ 3 năm liền. Và người đẹp gì ta đàn. Bà nghĩ rằng bà đi về đâu, bà đi khắp chỗ, nói dây cơ hồng, cái gì ông chồng cùng hết ngày em. Ý bà dí ôi, bà thằng bà dí ôi, 31 ôi, 31, 31.
gì nó lộn, gì nó cũng riêng gì chị. Hãy lên đây đến với em đêm nay. Có 17 mày hát mới là tấm vé còn thôi. Kinh rồi kìa, anh ơi. Cái thứ quý vị có 17 chưa, con số chưa có kinh. Con chưa 17 có con, 17 con, 17 con, 17 con, 17 con. Ai hoài, bị đuôi. Ba gì đa, cái đó ba gì đa, cái đó ba gì đa. Trên phong tả gia có một mình nàng. Làm bán triệu phu là nàng luôn mà kiếm đến 39. 39 cái đây, 39 cái đây, 39. 39, 39, 39 mấy. Đà mấy gì đà, mấy gì đà. Nhà có dư hạt tấm quân thầu. Miền Chiến Giang là quê. Tuổi của em vừa trăng tròn. Em đích chính là chúng ăn đài. 32 32 cái 32. Cái gì đây, cái mùi gì đây, cái mùi gì đây, mùi gì đây. Phạm hiếu đã thương nhau ai nỡ về hoa ôm cái sầu. Hơn quốc hoa thế hương em phải quên đi duyên đầu. Với ngô dư ước hẹn Hoàng đại phu nhớ mô. Trời nhìn thấy hành máu trống. Diệt bàn dân chiến công. Trời hỡi thâu cho chăng sao kiếp qua dương ba đào. Từng bảo chiến ngô dương gây bóc tàn dây hông thương sầu. Con 16 con xuống kìa đây, con xuống kìa đây, con bút kìa đây, con kìa đây. Pháo qua pháo, xe qua xe, chó qua chó, tiên qua tiên. Đời em biết điều là con kinh. Lên đi anh, lên đi. Lên đi anh, lên đi anh. Lên. Sao anh? Trời đất ơi, trời. Gì vậy anh? Trời đất ơi, ông lại, đón. Trời ơi, ông đón số, má ơi. Ông nhìn bà dơ lên, ông đoán là rồi kêu ông kinh luôn. Kinh đi. Hâm. Bây giờ ha. Nhiêu? 4 mấy? 41 hả? Rồi hẹn anh kiếp sau. Lên nhạc anh. Bút gì ở đây, bút gì ở đây, bút gì ở đây, bút gì ở đây. Pháo qua pháo, xe qua xe, chốt qua chốt, kiên qua kiên. Đời dương thiết kiều như cô hồn. 44 có nhìn em thì không có được. Có gì ra, có gì ra, có gì ra. Gió tung bay về Cà Mau qua đầm sen, nước sông lững lờ vòng tràm hoặc con câu sao. Tức ghê. Là tâm chén. Bà đủ cha mày, không lẽ tao hát cho mày tao bịt khẩu trang đây mắt kiếm. Sợ nó quá trời. Con điên. Rồi, dạ ai có sơ thắp mày mắt. Chị buồn với anh nha. Trời ơi, đón chi con này nó hát bùa hát ngải anh ơi. Hát bà ta biết hết trơn là rồi lưu tô đó. Rồi thì bây giờ xin mời chị Ba Bích lên sân khấu. Rồi chúc mừng em gái nha. Rồi số mấy cưng ơi? Số 6 thì kêu qua có 113, có 2, 32, có 3, 56. Hợp biết, lệ mày biết chữ không? Nó đã quay ngược xuống đây nè, không thấy 1714 đi. Ok rồi, dạ 1714, dạ số 6 có 1, 17 có 2, 32 có 3, 54 có 4. Dạ hợp lệ. Dạ hai chủ nhân may mắn rồi, mỗi người nhận giùm em có à ba chủ nhân luôn. Chúc mừng anh. À số 6 1, 13 có 2, 44, 56 có gì nên có 4. Ừ đúng rồi. Xin mời anh nhận khẩu nhỏ rồi quay banh đi mẹ. Giờ coi gì vậy mẹ, con này nó làm sao đâu á. Rồi chị lấy cho chị, có bình tĩnh không? Có đang hút lá đủ đủ không? Rồi, ok, dạ chúc mừng. Rồi, cái số mấy đây? 45, 30, 49, đọt giải. Rồi, lấy gấu lớn và một bao lì xì từ đầu Sài Gòn Tân Thời ha. Rồi, kính thưa quý vị, và ngay bây giờ để đón nền bầu lợi tiếp theo, chúng ta cùng đến với người đẹp buồn ngải Thảo Nhi. Đón nền bầu lợi tiếp theo quý vị ha. Vâng. Còn 60, cái lấy gì đây, cái bà gì đây, cái bà gì đây, bà gì đây. Thật nhớ khi xưa còn thơ, cùng em hát vui ca mộng mơ. Nhớ hoài tuổi thơ ôi sao đẹp xinh. Khi bé tôi hay gọi em là cô bé không mơ tình yêu. Ai chà, trái tim anh đầy buồn đau. Cái bà 16, bà 16, cái bà 16, bà 16, bà 16, cái là bà 16, bà 16, cái là bà 16, số tỷ đạp. Cô tỷ đạp, cái là bốn tỷ đạp, cô tỷ đạp, cô tỷ đạp, cô tỷ đạp.
sứ dừa từ cô ba bên đặng là bên kèm dòng cơm mó cài tìm đâu đắng miếu ba đi nhớ từ người ta sao còn về đây ghé thăm cái nơi này bốn mươi bảy cờ gì ra hai gì ra ngày lại ngày cờ tinh ông không nào yêu làm chi cho khổ đau tiền niên nha tình là gì người hai nói đi nói ra đây cho bớt cơn sầu lây hai mươi bảy cuộc sống giờ đây cùng mười giờ đây xa lộ biết qua xa thiệt là xa còn mười ba mấy gì đà năm gì đây năm gì đà chê ơi chê theo em về quê đi chê mình về ruộng đồng sông nước miền tây có bánh nước rò đem thú thừa mình uống nước dừa rồi mình chơi lô tô năm mươi bảy chưa có hình chưa có tin do số kiếp mấy chị ra cái đâu mấy chị đi số chị ra cướp liêu lý đường của em và của anh đâu nào em mời cướp liêu lý đường của em và của anh đâu nào em ơi mình khi ta đứng nhìn một bầy yêu tình con mười chín mấy gì ra số gì ra mấy gì ra bầu trời như sao sáng đêm nay yêu như những gì mình đã có một lần đã tròn vẹn thiên giới mãi là người tình trăm năm năm mươi lăm suốt gì đây cả nước gì đây suốt gì ra hai gì đây pizza một trái pizza hai trái pizza ba trái pizza nguyên một bánh mà pizza hai mươi ba 23 cờ gì đã ba gì đã thể dục thể thao sức khỏe mà dồi dào mà luyện tập để cao để thấp đá bóng mà luyện kinh tiền luyện thân mình dẻo dai lắm tốt 31 là 31 31 còn hai gì đây hai gì đã Việt Nam với tôi thẳng chân có bay có ai đi xa mà không nhớ về nhà Việt Nam quê tôi với biết bao con người trải qua gian lao của tấm lòng người Việt Nam 28 có mấy chị đây quả chị đây ba chị đây trong thời lý châu còn đâu riêng lời chị đèn đã lỡ tên cấp ngõ thần làm cho phụ thân bao điều nguy cố tới 34 là tập ghé thờ quý vị con số may mắn 34 đột giải chúng mình ba mình kính thưa quý vị và ngay bây giờ dòng lại tiếp theo quý vị nào đã có vé ghi họ và tên kèm theo số điện thoại mặt sau dạ xếp lại thiệt nhỏ để làm gì quý vị dạ tụi em sẽ bắt đầu đi gom để bốc thăm trúng thưởng cho tất cả quý vị nếu quý vị không may mắn mà trúng thưởng lô tô thì có thể có cơ hội để mà chúng bốc thăm may mắn quý vị nha rồi ngay bây giờ xin chúc mừng cho chủ nhân số may mắn là 28 có 1 và 34 có 2 47 có 3 13 hợp lệ 858 hợp lệ BDI ok rồi xin được ba con em rồi cảm ơn em rất nhiều chưa một phong bao lì xì dành tặng cho em nữa mấy đại ha ok thank you rồi chúc mừng năm mới nha rồi, chúc mừng anh rồi kính thưa quý vị và vòng lễ tiếp theo đang rạo bước phục vụ bà con cô bác mình Nhã Vi ơi bài truyền thống quậy đi cưng ơi rồi ngay bây giờ là Lộ với Nhã Vi sẽ gửi đến tất cả quý vị một bài hát rất là quen thuộc bà tên gì vậy Vi? Tên tôi xa xa đó.